Kìa kìa ông số 4 kìa, nó bắn ông kìa, chạy đi. Trốn đi, nó giết ông kìa. Đấy nhá mẹ. Ông... Ôi chết mẹ rồi, chưa có súng sấy rồi, chết mẹ rồi. Tôi không cứu mạng ông là ông chết rồi đấy. Đấy. Đấy, tôi cứu ông lần thứ hai rồi nhá. Chạy đâu nhanh thế hả con? Ôi, còn thằng nữa à? Được, được, để tôi. Đấy, tôi cứu ông lần thứ ba rồi nhá. May ông nhảy cùng tôi chứ ông nhảy cùng ai ông kia là ông để ông chết rồi đấy. Ông muốn có đi lên xe không? Hầm. Hai cái nhà triển lãm luôn rồi. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Nói xấu đồng đội và gọi là chọc người lạ nó là nghề của mình rồi anh em ạ. Thân dưới, thân dưới, thân dưới, thân dưới con. Rồi, đi dưới rồi, đi dưới. Ừ. Mình nói thôi à? Mình nói bắn hai thính á. Lì. Thằng này tốt máy bay ra. À, vô lý vậy. Rồi, đúng rồi. Thằng này tốt máy bay rồi. Mình bắn hai thính. Gì đây? What? Mà sao bắn giảm thanh thế này? Không bà đây nữa lại giáp bà thì. Trong nhà có người em ơi. Bot đây, bot đây. Bot đâu? Nepal đây. Nó đậu gấu gấu không? Em nhìn nó nãy giờ mà. Sao xem nào. Trong nhà tầng 2 đó xem nào, xem người bot để anh lấy cái con. Lốt ở bên đấy nhá, anh đi vào anh mua đồ vỏ một ca đó. Có cái xe đâm đây nè. Mẹ đi. Tiếc luôn. Đón bạn này à? Nó nằm trên đồi kìa kìa. Nó ở trên đồi, nó ở trên đồi, đúng rồi, nó trên đồi. Ôi, một phút cái đầu chết. Ê, chết chạy. Ôi mày thế gì? Con lúc 2. Xong rồi đúng không? Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Nhưng mà vẫn chưa lia nhá. Cả bắt đầu cảm thấy khoảng 16 này phế rồi đấy. Chưa lia, chưa lia. Nên là táp cạch như đồ vẫn đi ấy. Thêm tiền vào. Anh nghe còn chậm thế. Chậm mãi trường luôn ấy. Có cái bán mở 4 đi. À, có chiếc bát bổ nhá. Chiếc bát là cái gì? Có chiếc bát rồi. Kéo nhật. Cái bán của MK ấy. Thính kìa. Thính ở ngoài biển rồi. Có tiếng bước đi theo mình. Đâu nhỉ? Từ nhá, em đang phi hết tốc lực đấy. Anh đang quay lại rồi. Anh kia chiếc xe. Còn xăng đúng không? Em ấy. Còn xăng, còn mình xăng, đang cầm. Thế em hết ga, hết số. Tự tin đi. Nhà mình vào. Nó phát đàn team Việt Nam ở đâu nhỉ? Vào vui xinh phát ra nào. Tính đi rơi ra ngoài biển ở chỗ cái lần trước em anh nhảy chỗ xa. Không. Hồi sinh có cúp bồ kìa. Ờ, cúp bồ đây này. Anh chuẩn bị bắt được đứa này. Ôi, tiếng Pháp à? Đúng cái team bắn MK ấy. Trên nhà đôi Demon. Ở trên mái à? Không, dưới. Nhà nhỏ dưới, nhà nhỏ ngoài, hai thằng luôn á. Một thằng nhà nhỏ ngoài, một thằng Rodemon. Ui, đá quả lít.
cái gì đấy. Sau người rồi. Sau người á? Xong rồi. Nó xong rồi. Trên mái nhá. Số 4 có cái. Số 1. Anh chạy sao rồi? Thu bơ máu đi. Em nó heal nhá. Ngoài. Rồi nó ra ngoài rồi. Trong phòng bị á lại đắp nết vào. Hết nết. Mẹ mày bắn mực. Cái thanh niên đầu tiên mà anh ấy. Đây đấy, cái gì đấy? Cái thanh niên đầu tiên mà anh đâm chết ấy. Tên Việt Nam ấy. Có một thằng Lào đang thí luôn. Ăn thí liều phát nhỉ? Mình như chẳng có cái gì để ăn thí nhỉ? À, nó đớp thí rồi em ơi, MG3. Còn nước 1. À, ngoài bắn không? Cục 8 mà. Đến bắt. Cục 8 cầm nãy giờ không? Không lắm đứa, không lắm đứa cho. Quên nãy giờ, không có. Tự dưng nhìn ra mới nhớ, không có. Đây, cục 8 đây, có cục 8 này. Rồi, có rồi. Có hết rồi, 3 cái. Một số 4 có khi cầm thêm 1 cái nữa. Ủa? À. Cục xúc ấy nhỉ. Chắc phải em tính. Nhưng mà tới nó bắn AK à? À nó không là súng mà đúng không? Thôi nó bắn M4. M4 với cái gì đó. Nó là AK với lại K98. Nó có X8 với súng thính nữa này. Ông nào cầm súng thính bắn lại. Em ai trên đồi kìa, anh bắn vỡ đầu rồi đấy. Rồi là... Đúng không? À. Lốc một đứa rồi đấy, anh bắn lốc một đứa trên đồi đấy. Đồi nào ta? Đi. Mark the location. Cứu sau xe ấy. Đi con này. Trên kia có xe kìa. Mark the location. À không phải hòn đá à. Cái xe kìa đúng rồi, có xe mà. À kia kìa, đó đó, đúng rồi. Thằng đó, nó nằm đó, xe hòn đá đó. Chiều. Em lấy shotgun bắn nó. Ok, em lấy súng lục bắn, anh sẽ lấy súng lục. Ui, mẹ nước cái máu rồi. Đánh nó đi, tụi nè. À, ui, bắn đứng con xin lúc tao. À, để quên xem nó đúng. Để em đắp khói cho nó. Để em đắp khói cho nó đắp. Ngoài bò đấy. À, nó đẩy lên kìa. Thích, đấy. Ui, một phát đào được kìa. Đừng có đến nó gọt nha má ơi. Ok, tí nữa thì nó lật kèo nha. Trận này mình có 10 kill nha anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến cuối video. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye anh em.